Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã tổ chức khai mạc vòng chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023. Tới dự có nhà báo Lê Quốc Minh, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân. Giải năm nay tiếp tục được thực hiện nề nếp bài bản, thu hút sự tham gia tích cực của các cấp hội, các cơ quan báo chí và hội viên nhà báo, cộng tác viên trong cả nước. 73 thành viên của Hội đồng Sơ khảo đã chia thành 11 tiểu ban, làm việc với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng điều lệ hướng dẫn và quy chế. Tiến hành thẩm định và trình lên Hội đồng Trung khảo danh sách 165 tác phẩm thuộc 11 loại giải được lựa chọn từ 1.905 tác phẩm gửi về tham dự. Các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và các mặt của đời sống trong năm 2023. Nhiều cơ quan báo chí đã đổi mới tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện và các hình thức báo chí sáng tạo nhằm tăng sức hấp dẫn, tăng khả năng tiếp cận của công chúng. Để nhanh tiến độ chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí truyền thông, Hội đồng Trung khảo gồm các nhà báo giàu kinh nghiệm sẽ làm việc khách quan, công tâm, sáng suốt, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trong số các tác phẩm vào trung khảo, tiêu biểu cả về nội dung và hình thức thể hiện để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023 vào đúng dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam vào 21 tháng 6 tới.